Xin chào tất cả các bạn, mình là Thùy Uyên Và hôm nay trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cách để làm màu Hàn Quốc trong Photoshop Với video này thì mình sử dụng hình stock là hình này Đây là stock của bạn Nghĩa Trương Mình vô tình thấy ở trên Brooklyn and Returns cho nên là mình mượn luôn cái stock này của bạn Và mình làm cái video này bởi vì mình thấy cái stock này nó phù hợp với cái tông màu này Đầu tiên là với cái stop như vậy, các bạn mở ra và các bạn sẽ nhấn Ctrl J để duplicate cái layer này lên thêm một layer nữa. Với cái layer mà copy lên này, layer mới này, các bạn sẽ vào trong menu Image, chọn Adjustment, Shadow and Highlight. Khi mà các bạn mở cái bảng Shadow and Highlight này lên, mặc định bình thường nó sẽ chỉ có hai thanh như vậy thôi. Nhưng mà các bạn sẽ click vào trong cái Show More option này để mình show ra thêm nhiều cái tùy chọn nữa. Thì với cái tùy chọn ở trong này, các bạn set cái amount này là 35%. Cái tông này cũng là 35 luôn, bằng với cái số ở trên. Còn cái radius này các bạn sẽ tăng lên 100 pixel ha. Các bạn chỉ cân chỉnh cái vùng shadow này thôi để mình cân chỉnh cái màu của shadow á. Còn hai cái phần dưới này mình sẽ không cân chỉnh gì hết, mình giữ mặc định của nó luôn. Ok. Các bạn có thể tắt mở cái layer này đi để so sánh nè. Mình sẽ thấy là cái vùng tối của mình được cân chỉnh lại chút xíu cho nó đều màu hơn ha. Mình có thể đổi tên cái layer này là Shadow and Highlight. Còn cái layer dưới này mình để tên là Stop. Ra. Rồi sau khi mà cân chỉnh cái vùng Shadow như thế này, các bạn sẽ add một cái Adjustment Layer là Level. Trong cái Adjustment Layer Level này, các bạn sẽ cân chỉnh cái vùng tối nó cho nó đậm hơn một chút nữa. Thì các bạn sẽ kéo cái điểm neo màu đen này qua một chút. Các bạn kéo chút xíu thôi, khoảng chừng thông số là 5. Còn cái output level dưới này, cái vùng tối này các bạn cũng kéo qua chút xíu, khoảng 15 đi. Để mình giảm cái vùng tối cho nó khỏi đậm cái màu á. Rồi tiếp theo nữa là các bạn sẽ chọn vào kênh blue. Với cái kênh blue này, mình cũng cân chỉnh cái output level này luôn, mình kéo cái vùng màu đen ở bên này qua để mình tăng cái màu blue cho cái vùng tối. Các bạn thấy là khi mình kéo lên là cái vùng màu xanh nó ám lên cái vùng tối của mình này. Thì bây giờ mình kéo cái này khoảng cỡ độ 20 ha, nhỏ vậy thôi. Click ok. Các bạn có thể tắt mở cái này đi để so sánh là mình sẽ có được một cái lớp màu xanh ám lên cho cái vùng tối của mình như vậy. Tiếp theo nữa, các bạn sẽ add một cái adjustment layer là brightness contrast. Thì với cái brightness này, các bạn sẽ giảm cái brightness xuống khoảng cỡ trừ 10 để cái hình của mình nó giảm cái vùng sáng đi xuống một chút. Còn cái contrast các bạn tăng lên, tăng contrast lên. Các bạn tăng lên cỡ khoảng 50 để cái hình của mình nó tương phản rõ ràng nó trong cái hình của mình hơn ok ha rồi tiếp theo các bạn sẽ add một cái adjustment layer là hue saturation trong cái hue saturation này các bạn để nguyên cái kênh master luôn các bạn giảm saturation đi cái saturation này khi mà mình giảm á, là nó sẽ loại trừ màu ở trong hình của mình ra nó sẽ giảm hình của mình về bớt màu lại cái độ rực màu nó giảm đi các bạn kéo cái thanh saturation này Nó các bạn thấy là cái màu mình càng kéo nó càng giảm nếu mà kéo sát vào đây luôn thì nó thành trắng đen thì mình không có kéo sát như vậy các bạn chỉ giảm một mức vừa phải thôi thì mình sẽ giảm một cái mức cỡ khoảng trừ năm đến đây các bạn thấy là cái màu của mình nó không có rực như hồi nãy nữa ha hồi nãy là mình có rất là nhiều màu nè màu nó rực như thế này mình giảm saturation đi thì cái màu nó bớt rực lại rồi tiếp theo nữa là các bạn sẽ add một cái adjustment layer là gradient map trong cái Radian Map này, các bạn click vào để sổ cái bảng Radian ra. Thì các bạn sẽ chọn cái Radian làm cái màu từ màu tím chuyển qua màu cam nè. Cái này là một cái Radian mặc định của Photoshop ha. Các bạn chọn cái từ màu tím chuyển qua màu cam này. Thì với cái Radian Map này, mình có một cái video giải thích sự khác nhau giữa Radian Map và Radian Fill. Thì các bạn có thể mở lại cái video đó của mình để coi về cái hoạt động của cái Radian Map này sau khi chọn cái layer Radian map như thế này, các bạn sẽ chọn cái blending mode cho nó là soft light. khi mà add cái soft light này, các bạn sẽ giảm opacity xuống, các bạn giảm xuống cỡ khoảng 60 hay 65 gì đó, tùy hình của mình tùy ý các bạn ha. tới đây thì các bạn đã có được một cái tông màu Hàn Quốc. các bạn có thể rút bốn cái adjustment layer này lại, các bạn chọn bốn cái layer này, nhấn ctrl g để rút nó lại. có thể đặt cho cái tên của nó ở đây là color chẳng hạn. Rồi, ví dụ các bạn có một cái hình khác như hình này đi, thì các bạn có thể copy cái group color này, các bạn click phải chuột này, chọn duplicate group, rồi sau đó là các bạn chọn vào cái file của cái hình mới ở đây. Ok, thì cái cái màu này nó cũng chuyển qua cho cái hình mới của mình ha, và nó cũng áp lên cái hình mới như thế này. Với cái hình mới này thì đang là cái background này, các bạn có thể Ctrl J lên, chỉnh lại cái shadow highlight giống hồi nãy và menu image chọn adjustment chọn shadow highlight chỉnh thông số 35 nè, cái tone cũng là 35 luôn. Còn cái radius này sẽ là 100. Để mình cân chỉnh cái vùng tối chút xíu cho nó đẹp. Đây các bạn thấy là với cái này cái vùng tối nó sẽ hơi bị bệt ha, còn cái này khi sau khi cân chỉnh thì cái tóc các bạn thấy là nó sẽ sáng hơn, nó rõ cái tóc hơn nè. Mình hy vọng rằng với thủ thuật nhỏ này sẽ có ích cho công việc của các bạn nhiều hơn và nếu các bạn thích những video của mình, vui lòng giúp mình chia sẻ đến bạn bè của bạn nhé. Cũng đừng quên subscribe kênh youtube của mình tại youtube.com xuyệt info ship gạch design. Xin chào và hẹn gặp lại.